Rồi, con sẽ đặt câu hỏi của Nguyễn Thành Công. Thầy cho con hỏi với ạ, tự tánh thiền, Phật tánh có phải là một không ạ? Một cư sĩ tại gia tu như thế nào để có thể đạt tới tự tánh thiền và hiểu rõ mình đã tu ngộ được tự tánh ạ? Nên nếu mà bạn còn nghĩ tới cái chuyện mà bạn tu bạn ngộ được hay là bạn tự để biết mấy cái đó là thấy tu là dễ tẩu hỏa nhập ma rồi đó. Tại cái chuyện của mình tu là mình cứ tu thôi, còn mấy cái chuyện mà mình đạt được cái gì hay không đạt được cái gì nó không bằng, không cần phải để ý tới. Bạn cứ nghĩ như mình, bạn tu làm sao đó mà bạn ra bạn nói những cái chuyện rất là bình thường, nói chuyện nhẹ nhàng giống như nói chuyện chơi vậy đó. Nhưng mà bạn nói thí dụ người ta khổ, bạn chỉ nói vài câu, người ta về, người ta theo bạn, người ta làm và người ta hết khổ. Thế là bạn biết mình tu như vậy là có đắc lực rồi đó. Chỉ cần biết nhiêu đó thôi đủ rồi. Chứ còn mà bạn tu mà để bạn mong mà bạn biết là làm sao để cho mình là chứng ngộ tự tánh rồi, nếu bạn ngộ thì tự động tới lúc đó tự bạn biết thôi. Chứ bây giờ bày ra tu Phật nó đâu có thể nào vẽ cho bạn giống như một cái bản đồ, mà nếu mà vẽ cho bạn giống như cái bản đồ đó thì bạn tu riết hồi là bảo đảm là bạn tẩu hỏa nhập ma chắc luôn. Tu Phật mà còn vẽ ra cái bản đồ, bởi vì bạn phải nhớ như mình, nó giống như á là có người là hỏi Đức Phật á, vậy làm sao để biết cái tâm này nó như thế nào? Thế nó nói mình tu á, nó cũng giống như người đang ở đây, mà bây giờ người nghĩ về Việt Nam thì lập tức là người ở Việt Nam. Thế cái tâm nó đi nhanh tới như vậy đó, làm sao mà nói là, phải tu bao nhiêu lâu thì nó mới chứng đắc được, hay là tu bao nhiêu lâu thì sẽ chưa được chứng đắc được? Không có. Có thể 1 giây nó chứng đắc được, mà có thể 10 năm hay 100 năm vẫn không đắc, hoặc là nhiều đời nhiều kiếp cũng không chứng đắc được. Cho nên cái chỗ này đó, nó không phải là cái chuyện mà mình cần phải hướng tới, mà cái chỗ của mình đó là mình ráng mình tu làm sao đó mà để cho tâm mình nó thật sự là an lạc. Thì một khi mà cái tâm mình nó an lạc rồi đó, tự nhiên ai nói cái gì là mình hiểu ngay cái đó, trí huệ của mình nó sanh. Rồi từ từ mình sẽ đọc kinh đọc pháp, mình sẽ hiểu một cách tường tận, thì cứ thế mình tu lên đó. Tại sao mình phải đọc kinh? Mình đọc kinh để mình biết rằng là cái đường tu của mình đang đứng ở chỗ nào. Ok. Cái mình sở dĩ mà mình đọc kinh lại đó là để cho mình xác nhận rằng bây giờ mình đang đứng ở đâu ta. Nhiều khi mình tu mà nó không có thầy, mà cho nên là mình chưa biết mình đứng ở đâu. Mình đọc kinh lại mình từ từ mình hiểu ra được là cái chỗ đó là cái chỗ mình cần làm. Còn bảo rằng mình phải làm như thế này, mình làm như thế kia, bạn muốn có chơi có tu để thấy được tự tánh hả? Đơn giản lắm, bằng niệm Phật đi. Bạn niệm Phật cho tới cái chỗ nào mà bất niệm tự niệm, rồi bạn niệm cho tới cái vô biệt niệm đi, nhất nhất tâm bất loạn đó. Tại vì một khi mà bạn niệm tới cái chỗ đó thì bạn đâu cần phải hỏi tôi gì những cái câu hỏi đó đâu, tự bạn biết mà, cần cái gì phải hỏi ai, đúng không? Cái chỗ đó nó hay nhất, nó hay hơn là mình cứ phải chạy theo để mà mình tìm hiểu những cái thứ mà nó không có lợi lạc trong đời sống của mình, nó mệt lắm. Khi Barbie về Việt Nam và nói về tự tánh thiền thì con thấy là nhiều và thành viên làng ta đã quan tâm đến tự tánh thiền hơn, Phật tánh hơn, và có trong những cái cuộc nói chuyện thì cũng có đề cập đến những cái từ ngữ đó. Nhưng mà con thấy là các vị cổ đức ngày xưa có nói là mình đã chúng sanh đã cố vẽ ra, cố tưởng tượng, cố tô vẽ ra cho Phật tánh một cái gì đó, là một cái gì đó nó Cao ghê siêu gớm, lắm, nó cao cao siêu. siêu lắm. Thật ra nó đâu có gì cao siêu đâu. Nếu mà bây giờ ai cũng đọc cái quyển Pháp Bảo Đàn Kinh thì cũng biết, hay là đọc cái Kim Cang, kinh Kim Cang đó thì cũng biết cái chỗ mà ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Đã nha. Nếu mà tâm này không bám chấp vào bất kỳ chỗ nào thì đó là Phật tánh. Vậy cái câu đó, chỉ cần một câu đó là chúng ta có thể xong rồi, có thể tu để thành Phật được rồi. Vậy tại sao không nắm cái chỗ đó mà tu, mà cứ lo đi hỏi vòng vòng làm gì cho nó mệt, đúng không? Vậy thì cái đường nào mình cũng có thể, mình có rất nhiều con đường, thậm chí là 84.000 con đường để đi đến cái gọi là Phật tánh. Vậy thì mình chọn một cái con đường nào nó đơn giản nhất để mình làm, vậy thì tốt rồi đúng không ạ? Đúng rồi, mà cái hay nhất đó, mà nó tốt nhất đó là cứ niệm Phật tới cái chỗ mà nhất tâm bất loạn đi, là chỗ đó là bạn thành Phật chắc luôn á, khỏi cần phải đi kiếm Phật tánh Phật tiết gì cho nó mệt.